Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Một Game và mình là Z. Thì mình biết phần đông các bạn tham gia vào kênh này đều là game thủ. Bản thân mình cũng là một dân văn phòng cho nên phải làm việc trên máy tính rất là nhiều. Thì á, mình có một số triệu chứng đau lưng. Thì mình đi khám ông bác sĩ gần nhà thì ông bảo là ngồi sai tư thế nè. Mấy cái gì mà liên quan tới xương sống, cột sống á, nghe rất là sợ. Thế nên mình mới cuốn cuồng lên mạng, mình đi tìm những cái giải pháp, những cái công cụ để mà chống lại cái triệu chứng này. Thì mình tìm được một giải pháp rất là thú vị, đó chính là bàn nâng hạ. Thì ngay ở đây đây, mình có cho các bạn đó là một bàn nâng hạ iCockpit 1460. Hãy cùng mình tìm hiểu xem là cái bàn nâng hạ này có gì thú vị mà có thể giúp bạn chống lại những triệu chứng đau lưng nhé. Trước khi bắt đầu video, các bạn đừng quên để lại một like, share, subscribe, bởi vì đó sẽ là động lực giúp bọn mình ra nhiều video review hay hơn trong tương lai nhé. Giờ thì bắt đầu thôi nào, let's go. Rồi, giờ cùng mình unbox và lắp ráp chiếc bàn này nha. Rồi, cuối cùng cũng xong rồi. Như các bạn thấy đây, đó chính là chiếc bàn iCockpit 1460. Như bạn thấy là nó khá là tối giản nhưng mà cũng rất là sang ha. Thì dĩ nhiên là với những người làm văn phòng hoặc là game thủ như chúng ta, thì cái việc mà có một cái bàn công thái học lẫn một chiếc ghế công thái học gọi là combo nó lý tưởng nhất rồi. Nhưng mà trong trường hợp các bạn chỉ có thể chọn một trong hai thì sao? Thì mình khuyên là các bạn nên chọn bàn, bởi vì dù sao các bạn cũng có thể vừa đứng vừa làm việc. Và như các bạn có thể biết là đứng làm việc nó có một số mặt lợi nhất định với sức khỏe của mình. Thì thôi, không tốn nhiều gian nữa, cùng mình đi vào chi tiết tường tận cái lý do mà khiến cho em bàn này tuyệt vời thế nào nhé. Điều đầu tiên phải kể đến đó chính là chiếc bàn iCockpit 1460 này sử dụng những cái phím bấm vật lý để điều chỉnh độ cao, bao gồm các phím như là lên, xuống, thời gian cũng như là cài đặt lại. Như các bạn có thể thấy ở đây, mình sẽ làm mẫu cho các bạn, đó là chúng ta có thể điều chỉnh hai tư thế đứng và ngồi tùy theo sở thích của mình. Sau khi chỉnh đến đúng vị trí mà mình thích, chúng ta sẽ bấm giữ phím đứng hoặc ngồi trong vòng 3 giây để bảng điều khiển chớp nháy, tức là bảng điều khiển đã lưu cái vị trí đó. Giờ chúng ta chỉ cần bấm một nút đứng hoặc ngồi thôi thì bàn sẽ di chuyển đến đúng cái độ cao mình đã lưu. Vô cùng dễ dàng đúng không ạ? Ngoài ra, bàn còn được trang bị thêm màn hình LED với độ hiển thị cao rõ nét, giúp người dùng dễ dàng kiểm soát và theo dõi chiều cao của bàn. Còn một điểm nữa mà mình thấy khá là thích ở chiếc bàn iCockpit 1460 này á, đó chính là nó có chức năng nhắc nhở thay đổi tư thế vị trí ngồi mỗi 30, 45 và 60 phút. Như các bạn có thể biết đấy, cơ thể chúng ta không được thiết kế để làm một việc trong thời gian quá lâu. Chính vì thế nên khi mà mình ngồi làm việc cũng như hoặc là giải trí, lâu ngày sẽ tạo nên những cái hệ quả không mong muốn ở phần xương khớp. Chính vì thế những bác sĩ thường hay khuyên chúng ta là nên nghỉ giải lao hay đứng lên vận động tí sau một thời gian làm việc lâu là vì vậy đấy. Và cái ý tưởng đó cũng đã được lồng vào cái thiết kế của chiếc bàn iCockpit 1460 này. Chúng ta có thể kích hoạt chế độ nhắc nhở này bằng cách bấm vào nút Time ở đây. Cứ mỗi lần bấm thì nó sẽ chuyển qua giữa 30, 45 và 60 phút. Tới thời gian, bảng điều khiển sẽ chớp đèn để nhắc nhở rằng chúng ta đã ngồi một vị trí quá lâu và nên thay đổi. Một điều mình biết các anh em game thủ rất là quan tâm đó chính là trọng lượng khi mà mua những chiếc bàn công thái học này. Thì iCockpit 1460 có thể chịu được một trọng lượng khá là ấn tượng lên đến 80kg, giúp cho anh em có thể để rất là nhiều vật dụng cá nhân lên mà không sợ bàn có gặp vấn đề gì quá nghiêm trọng hay sao đó. Để ví dụ một tí trực quan thì cái màn hình của mình đâu đó tầm 10kg, thêm vào một số như là CPU, bàn phím, chuột và một số cái vật dụng khác thì tổng trọng lượng lên đến tầm 30-35kg mà thôi. Vẫn còn dư dả rất là nhiều để các bạn có thể để thêm nhiều đồ khác mà không sợ bàn có những cái trục trặc hay gì đó. Và để cho việc nâng hạ được êm xuôi thì chúng ta có ở đây đó chính là một động cơ nâng hạ tân tiến, hoạt động cách êm ái, không gây ra quá nhiều tiếng ồn, có thể thực hiện đến 50.000 lần nâng hạ, tương đương với đâu đó là 17 năm sử dụng nếu chúng ta thay đổi vị trí mỗi 60 phút một lần. Rất là bền bỉ đúng không ạ? Một điểm mà mình hơi không thích ở chiếc bàn iCockpit 1460 này á, đó là mặc dù cái việc nâng hạ nó êm xuôi như thế này đây, tính ra bàn cũng chỉ có một motor với tải trọng tối đa lên đến là 80kg mà thôi, so với nhiều bàn là hai motor với tải trọng là lên đến 100kg lận. Nhưng như mình đã nói hồi nãy á, thì 80kg là quá dư so với nhu cầu của đại đa số anh em rồi. Và cái hệ quả của việc chỉ có một motor á, đó chính là cái tốc độ nâng hạ của chiếc bàn này chỉ có rơi vào tầm 2.2cm một giây mà thôi, so với những cái bàn có hai motor là lên đến 3cm một giây. Nhưng mà theo mình đây cũng không hẳn là một điểm trừ quá đâu, bởi vì nó sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến với trải nghiệm sử dụng chiếc bàn này của các bạn.
Hiện tại á, bàn đã được tặng kèm với nhiều phụ kiện tiện ích, ví dụ như là một tấm thảm lót chuột cực lớn như thế này, một kệ để ly nước cũng như là một móc treo tai nghe. Ngoài ra thì anh em có thể sắm sửa thêm các phần mở rộng cũng như đèn led trang trí, khiến cho bàn thêm phần tiện dụng cũng như đẹp mắt hơn, rất là thích hợp với những anh em nào hệ đèn và chơi led á. Và cuối cùng, một trong những điểm hấp dẫn nhất của em bàn iCockpit 1460 này đó chính là giá cả cực kỳ cạnh tranh. Đối với những cái loại bàn này thì trên thị trường có giá dao động từ 6 đến 7 triệu, thậm chí là lên đến 10 triệu luôn. Nhưng mà có thể chắc chắn các bạn rằng là em bàn này chỉ có giá đâu đó là hơn 3 triệu mà thôi. Đối với một sản phẩm chất lượng cũng như là chắc chắn thế này thì theo mình đây là một giá rất là hợp lý. Tóm lại thì theo mình, bàn nâng hạ iCockpit 1460 là một sản phẩm tuyệt vời với giá cả rất là hợp lý, đi kèm với đó là nhiều tính năng tiện lợi, hữu ích và còn giúp ích cho sức khỏe của mình nữa chứ. Chưa kể đến là nhiều phụ kiện hấp dẫn được tặng kèm nữa. Mặc dù có một số nhược điểm nhỏ nhưng theo mình đây vẫn là một sản phẩm rất đáng cân nhắc cho những ai muốn cải thiện tư thế làm việc cũng như là bảo vệ sức khỏe. Nếu như các bạn muốn tham khảo qua sản phẩm, hãy sử dụng đường link phía dưới để hỗ trợ một em khi mua hàng nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video, hy vọng chúng mình đã đem lại nhiều thông tin hữu ích cho các bạn. Đừng quên like, share, subscribe để không bỏ lỡ những video mới nhất từ bọn mình nhé. Và giờ thì bye bye.